Chào mừng quý khán giả đến với chuyên mục Điểm tin tổng hợp cuối ngày 21 tháng 10 của Yêu bóng đá nằm Go. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật vào chiều nay. Argentina và Messi có bị tước chức vô địch World Cup vì đồng đội dùng doping. Tiền vệ Alejandro Papu Gomez của Argentina đã bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping. Vấn đề đặt ra là liệu đội tuyển Argentina và siêu sao Lionel Messi có bị tước chức vô địch World Cup 2022? Theo hãng tin Relevo của Tây Ban Nha, cầu thủ 35 tuổi đổ lỗi cho kết quả dương tính là do đã uống siro chống nôn của con mình mà không hỏi ý kiến của các bác sĩ của Sevilla sau một đêm mất ngủ. Thời điểm đó, Sevilla đã biết về thông tin này, nhưng đến nay thì bản án cho anh mới được đưa ra. Đó không phải là lời bào chữa được cơ quan chống doping chấp nhận. Sau khi bị xử phạt, Gomez giờ đây chỉ có thể quyết định xem có nên kháng cáo để giảm bớt lệnh cấm hay không. Gomez đã bị kiểm tra vào tháng 11 năm 2022, nhưng sau khi kết quả kiểm tra ban đầu cho kết quả dương tính, các bên đã tạm thời chưa công bố vội để làm rõ tính minh bạch và chắc chắn từ kết quả điều tra. Sau gần một năm, án phạt mới được công bố. Trước thông tin này, xuất hiện lo ngại về việc tuyển Argentina liệu có thể bị tước danh hiệu World Cup vì hành động của Gomez hay không. Nhưng khả năng cao là không thể xảy ra. Theo bộ luật chống doping thế giới, cả đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ của Gomez đều không có nguy cơ mất danh hiệu. Theo điều 11 quy định chỉ ra rằng một danh hiệu chỉ bị hủy bỏ nếu có nhiều hơn 2 thành viên của đội vi phạm quy tắc chống doping. Có một chi tiết đáng chú ý đó là Gomez dù dương tính khi kiểm tra trước World Cup 2022, nhưng khi giải đấu bắt đầu, kết quả kiểm tra chất cấm của cầu thủ này lại hoàn toàn âm tính. Việc kiểm tra doping ở World Cup được thực hiện với tất cả các cầu thủ đăng ký giải đấu, nên đến lúc này chưa cầu thủ Argentina nào dính chàm. Nếu có một sự biến phi thường nào đó khiến cơ quan chống doping phát hiện ra được một cầu thủ Argentina khác dương tính với doping trước World Cup, Argentina sẽ thực sự đối mặt với khả năng bị tước danh hiệu, nhưng ngôi vô địch sẽ bị bỏ trống chứ không chuyển sang đội về nhì là Pháp. Về phần Gomez, anh sẽ bị tước huy chương World Cup và giành được với Argentina và Europa League giành được với Sevilla. Cầu thủ này hiện đang thi đấu cho Monza sau khi chia tay Sevilla vào cuối mùa giải trước. Thực tế, chính việc kết quả kiểm tra được công bố chậm là lý do Sevilla rất muốn bán Gomez trong kỳ chủ nhượng mùa hè vừa qua. Với việc không có đối tác nào chịu mua Gomez, ban lãnh đạo Sevilla cuối cùng đành chấp nhận giải phóng hợp đồng cho anh. Quyết định trên mở ra cơ hội cho Monza chiêu mộ Gomez mà không mất phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, chỉ sau 2 trận đá cho Monza ở Serie A, Gomez có thể sẽ không được phép tiếp tục cống hiến cho đội bóng mới. Vẫn còn phải xem liệu Gomez có kháng cáo lại phán quyết này hay không. Ở tuổi 35, nếu không thể kháng cáo thành công thì anh chỉ còn cách là giải nghệ. Messi báo tin vui trước trận chung kết mùa giải mới, Inter Miami sẵn sàng giật vé playoff MLS. Theo Daily Mail, Lionel Messi đã có mặt trên chuyến bay đến Charlotte, sẵn sàng cùng Inter Miami đá bay hy vọng giành vé playoff của đối thủ. Lionel Messi cùng các đồng đội sẽ không thể thi đấu ở vòng loại trực tiếp MLS Cup 2023, nhưng anh vẫn có thể chơi trận đấu cuối cùng với Inter Miami trước đối thủ là Charlotte. Đây được coi là trận chung kết mùa giải của câu lạc bộ Charlotte. Một chiến thắng sẽ giúp cho họ có hy vọng giành vé tham dự vòng chung kết hai miền. Chấn thương ở chân đã hạn chế khả năng thi đấu của Messi trong thời gian gần đây. Anh chỉ ra sân 2 lần, thi đấu tổng cộng 72 phút cho Miami kể từ khi quay trở lại MLS. Thiếu vắng Messi, Inter Miami đã không thể tạo nên điều bất ngờ và bị các đối thủ đánh bay hy vọng có vé tham dự vòng playoff MLS. Tuy nhiên, Messi đã trở lại trong thời gian gần đây. Anh thể hiện phong độ ấn tượng cho màu áo Argentina tại vòng loại World Cup 2026 khi thi đấu trọn vẹn 90 phút, đóng góp 2 bàn trong chiến thắng của Argentina trước Peru. Messi đã có mặt ngay sau đó tại sân vận động DRV PNK để theo dõi các đồng đội trong trận hòa 2 đều trước Charlotte. Khi được hỏi về tình hình của Messi, huấn luyện viên Miami Tata Martino cho biết, điều quan trọng nhất là trong 90 phút anh ấy đã thi đấu, anh ấy có cảm thấy ổn, tự tin và không lo lắng về chấn thương của mình. Thời điểm sau chấn thương rất nhạy cảm và chúng tôi sẽ xem liệu anh ấy có sẵn sàng thi đấu vào trận đấu tới hay không. Charlotte có lẽ đã rất tiếc nuối khi đánh mất chiến thắng vào những phút cuối trước Inter Miami, khi trong đội hình đội bóng áo hồng đen có thể sẽ xuất hiện cái tên nguy hiểm nhất Lionel Messi. Đội bóng của huấn luyện viên Cristian Lattanzio chắc chắn phải lường trước được điều đó. Muốn có tấm vé playoff, họ phải sẵn sàng vượt qua thách thức khó khăn nhất trong trận đấu được coi là chung kết mùa giải của họ. Vừa tiết lộ tân huấn luyện viên Man City, Pep Guardiola tự bác bỏ tin đồn thay tướng. Pep Guardiola từ lâu đã được biết đến là rất yêu mến huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Brighton. Vào tháng 5 năm ngoái, ông từng nói nhà cầm quân người Ý sẽ trở thành người kế nhiệm ông tại Man City. Trong cuộc họp báo trước thềm đối đầu với Brighton, huấn luyện viên Guardiola tỏ ra ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi về khả năng De Zerbi dẫn dắt Man City. Các anh muốn sa thải tôi à? Tôi không nhớ tôi từng nói về điều đó. Có lẽ tôi có trí nhớ kém. Tôi chắc chắn Roberto có thể huấn luyện bất kỳ đội bóng nào, Guardiola nói trong một cuộc họp báo. Tôi không nghi ngờ gì, anh ấy có thể huấn luyện Brighton và tất cả các đội trên thế giới. Tôi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội 1 của Barca từ giải hạng 4 mà không có kinh nghiệm. Không có nghĩa là bạn phải có khởi đầu ở các câu lạc bộ hàng đầu thế giới để mới có thể dẫn dắt các đội bóng đẳng cấp. Giám đốc thể thao có một ý tưởng, thuê một huấn luyện viên có ý tưởng đó, rồi mua những cầu thủ có chung ý tưởng đó.
Nếu mọi thứ không khớp nhau thì bạn sẽ gặp rắc rối. City đã làm được điều đó. Liverpool với Jurgen Klopp cũng vậy, đã giành được các danh hiệu. Bạn có thể thua nhưng bạn luôn luôn ổn định. Đây là lời khuyên tôi dành cho câu lạc bộ. Hợp đồng của huấn luyện viên Guardiola với Man City có thời hạn đến năm 2025. Nhiều nguồn tin khẳng định rằng ông sẽ rời câu lạc bộ khi hợp đồng này hết hạn. Pep cho biết ông không có quyền quyết định việc ai sẽ kế nhiệm ông khi ông ra đi. Không phải là việc của tôi, nếu chủ tịch hỏi ý kiến tôi sẽ đưa ra vài cái tên. Nhưng tôi không phải là giám đốc thể thao, tôi không có trách nhiệm phải nói là người này đúng hay là sai. Tôi không biết tôi sẽ ở lại trong bao lâu với cách chúng tôi chơi bóng hiện tại. Hãy cứ nghĩ theo cách của bạn. Cả những cầu thủ mà chúng tôi muốn mua, các bạn cứ nghĩ về nó theo cách của bạn. Tôi không đưa ra quyết định. Huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ thẳng nỗi sợ lớn nhất tại Man City. Lần gần nhất Man City thua 2 trận liên tiếp là vào năm 2018 và hiện sẽ cố gắng tránh trận thứ 3 trước Brighton của Roberto De Zerbi tại vòng 9 Ngoại hạng Anh. Chim màu biển là đối thủ mà Guardiola coi là một trong những cái tên khó nhằn nhất giải đấu. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha khẳng định các cầu thủ của ông đủ khiêm tốn để đi tiếp sau khi hoàn thành cú ăn ba lịch sử, nhưng cảnh báo đây sẽ là một giải khó khăn bậc nhất của Man City trên con đường bảo vệ ngôi vương. Chúng tôi thừa nhận rằng toàn đội phải chấm dứt sự khủng hoảng nhanh chóng, bởi vì chỉ cần lơ là một chút thôi, các đội bóng khác sẽ vượt lên ngay. Khi đó thì sẽ rất khó để bắt kịp. Mỗi mùa giải trở nên khó khăn hơn, chúng ta phải chấp nhận rằng và hiểu thách thức đang lớn hơn bao giờ hết. Toàn đội cũng công nhận rằng những câu lạc bộ khác có những mặt tốt hơn và chúng tôi phải cải thiện. Rõ ràng có rất nhiều khó khăn ở mùa giải này và chúng tôi không thể không lo lắng, Pep chia sẻ với các phóng viên. Không Tony, Arsenal được đề xuất tiền đạo chất lượng chẳng kém. Ivan Tony dự kiến sẽ rời Brentford vào tháng 1 và Arsenal là câu lạc bộ quan tâm đến tiền đạo người Anh nhất vào thời điểm hiện tại. Cầu thủ 27 tuổi này ghi 20 bàn ở Premier League mùa trước. Nhưng cựu danh thủ Mikael Sivenche tin rằng đội bóng cũ của anh nên chuyển sự tập trung sang Oli Watkins thuộc biên chế Aston Villa. Cựu hậu vệ nói với Gigi Recon, hiện tại Arsenal có Andy Nketiah ở câu lạc bộ cùng với Gabriel Jesus, nhưng việc ký hợp đồng với một tiền đạo thứ ba có thể mang lại cho một điều xa xỉ có thể hữu dụng ở cấp độ hiện tại. Điều đó đặc biệt đúng khi bạn xem xét một số trận đấu mà Arsenal có thể chơi trong mùa giải này. Arsenal luôn cần sự cạnh tranh lành mạnh và chất lượng, vì vậy nếu Arsenal ký hợp đồng với một tiền đạo khác trong tương lai gần, nếu quyết định thuộc về tôi, thì đó sẽ là Ollie Watkins thay vì Ivan Toney. Watkins tự xưng là một cổ động viên Arsenal và có thể sẽ chớp lấy cơ hội chơi cho câu lạc bộ Bắc London. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh vừa ký hợp đồng mới với Aston Villa có thời hạn đến năm 2028, nên pháo thủ sẽ phải chi khoản tiền lớn để mua cầu thủ này. Trên đây là tất tần tật chuyên mục điểm tin cuối ngày 21 tháng 10 của kênh Yêu Bóng Đá 5 Go. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhỉ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.